Đây nha anh em, con máy 43UM 7400. Dạng là tháo ra rồi. Tình trạng là bị mất ảnh. Bây giờ cắm lại cho anh em xem hiện tượng nhé. Đấy. Không lên cái gì hết. Tôi gõ nhẹ vô cái màn hình này là nó bung ánh sáng này. Đấy. Lấy móng tay miết theo là thấy ánh sáng nó tỏa ra, có nghĩa là led nó còn sống này. Màn hình chết này. Đó. Bây giờ thì khắc phục như nào? Chúng ta phải kiểm tra từng bên một với hai cái cáp này. Thì chúng ta sẽ gỡ từng cáp một ra. Đối với cái màn này thì nó chạy hai bên riêng biệt. Cho nên chúng ta không cần phải câu lệnh câu ấy gì cả. Trước hết là chúng ta gỡ cái cáp này luôn, làm luôn này ngắn gọn cho anh em dễ hiểu này, đỡ mất thời gian này. Cắm điện nha. Xem nào. Chưa thấy gì cả. Cứ quay xa ra thôi. Thế bao quát được cả cái tivi. Cũng vậy này. Hai một cáp này cũng vậy. Tương tự như vậy, rút điện đi và thử cái bên tiếp theo. Cắm cái bên này vào. Ta kết luận là bên này đã chết rồi nhé. Khi mà cái cáp bên này để cho nó hoạt động thì nó không lên hình thì nó đã chết rồi. Tiếp theo gỡ ra và thử bên này. Phân biệt là hai màu này. Con này phải chờ vài giây. Đấy. Có nghĩa là bên này còn sống này. Còn cái màn này là màn 4K này. Điện được như thế này là có hy vọng à. Nó khắc phục lại. Đấy, ok, bây giờ tháo cái nẹp gỗ này ra. Vừa rồi là chúng ta kiểm tra cái gỗ bên phải này, khi úp lại là cái gỗ bên phải này bị chết này. Thực ra nó chết trên kính này này. Thì bây giờ anh em là mình sẽ xử lý cái bên này. Cắt cái trường một hàng. Ok. Chúng ta để ý cái hàng điện trở đây nha, gạt nó đi. Gạt luôn đi. Lấy hẳn luôn. Để lại 4 con đã nhá.
có một số anh em là thắc mắc là tại sao lại gạt cái điện tử nó đi, là vì nguyên nhân là nó do cái kính bị hỏng, cái mặt này bị hỏng, bị chập rồi. Cho nên là những con điện tử này nó đưa cái điện áp lên mà đưa lên kính nó bị chập, nó không đưa lên được, điện áp không lên được trên kính, cho nên là nó sẽ gây cho mất hình, gây ra hiện tượng mất ảnh. Rồi bây giờ chúng ta thử nào. Chưa chạy nhỉ. Chúng ta gạt tiếp hai con chữ. Hai con chữ còn lại đi đây. Panel. Như vậy là đã có hình ảnh. Ok anh em nhé.